Hello mọi người nha. Đó. Hôm nay mình chuẩn bị gửi chim đi Hà Nội đây mọi người. Đấy. Chim này thì rất đẹp. Đây là 7 con nha mọi người. Đây là mấy anh em mua về làm giống này. Mấy anh em vừa làm giống này mọi người ạ. Đấy thì mấy anh em dạ như đầu tư vừa nuôi vừa làm thêm kinh tế đấy. Đấy mấy anh em mua lần 7 con đấy. Thì một đợt sau mình gửi tiếp cho ảnh chục con nữa. Đây là chim rất là đẹp luôn đấy. Chim này là chim sinh sản nha mọi người ha. Chim sản mình hôm nay mình sẽ gửi đi ra ngoài Hà Nội cho anh. Đấy. Thì chim này về mọi người nuôi khoảng thời gian ít nữa là nó đẻ thôi mọi người. Đó, nó rất là đẹp luôn, đẻ liền rồi mọi người à. Đấy. Vừa nuôi vừa làm kinh tế. Đấy. Chim thì rất là đẹp luôn. Chuẩn bị mình gửi đi. Cứ thật ra chim này thì nó dễ nuôi lắm mọi người, nó ăn hạt thôi. Bình thường mình gửi đi xa nên mình bỏ rau trứng rồi đầy đủ hết, rau trứng hạt nước đầy đủ. Đấy. Gửi đi xa mà gửi nhiều mà. Chim đẹp lắm. Bạn nào có ý định nuôi thì cứ liên hệ cho mình nha. Có gì mình tư vấn cho. Chim này thì nuôi dễ đó. Chim khỏe lắm mọi người, khỏe mạnh lắm. Đấy. Chim rất là khỏe mạnh luôn nha mọi người, đẹp lắm. Ra cái này chuồng trại nó cũng không có cầu kỳ đó mọi người, nên là mình cứ về nuôi thôi. Đấy. Mọi người nuôi có vấn đề gì thì cứ nhắn mình. Đấy. Thế mấy hôm nay thời tiết nắng nóng này chim cò nó cũng có nhiều nhiều ấy thì cũng 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 thấy mọi người có nhắn qua Zalo mình đấy thì mình trả lời hết cho mọi người đấy. Có gì mọi người cứ nuôi có gì thì cứ nhắn cho mình hỗ trợ cho. Đẹp không mọi người? Mọi người thấy đẹp không? Chim quá đẹp luôn á.
Tìm quá đẹp luôn. Chim mình chăm chim nó đẹp lắm mọi người. Đấy. Mọi người mua con giống ở đâu cũng vậy, mọi người để ý thử xem con giống nó có đẹp không nha mọi người nha. Chứ nhiều anh em người ta chăm mà có hòn xỏ rồi người ta bán cho anh em thì nó dở lắm đấy. Chủ yếu là mình mua chim tơ, chim chưa đẻ về mình sinh sản nó có giá trị mọi người. Nhiều người họ chim họ đẻ hết đát rồi mà nó vẫn bán cho anh em. Chim thì đẹp lắm. Mình bỏ vô đây thì mình gửi nó đi rất là an toàn mọi người. Đấy. Như số lượng nhiều thì mình bỏ trong cái lồng như thế này, lồng lồng gì to hơn tí. Đấy. Còn ít ít thì mình bỏ vô trong cái lồng nhỏ hơn. Nhưng mà dễ mình gửi đi thì nó không có vấn đề gì nha mọi người nha. Gửi đi Hà Nội, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh gì đó thì cũng bình thường hết, không có vấn đề gì hết. Đấy. Chim đẹp lắm, chim này về là đẻ ngay thôi mọi người, về nuôi ít ngày, chậm nhất là 1 tháng 2 tháng nữa là đẻ rồi, có con thì nó cũng muốn đẻ rồi mọi người. Rất đẹp, rất khỏe. Chim chim tơ đây nha mọi người nha, chuẩn bị đẻ thôi chứ không không có chim nào mà đẻ rồi mà bán cho mọi người. Mình bán là mình phải bán chim đẹp cho anh em, chim sáo mình để lại mình chăm. Đấy. Chim đây là toàn chim tơ không á, bán cho mọi người. Bón một lần rồi còn anh em người ta còn ủng hộ lần tiếp theo nữa chứ. Cảm ơn mọi người. Chim rất đẹp. Cứ bây giờ chuẩn bị mình lên mình gửi xe là nếu mà ra Hà Nội là cả tầm 6 7 giờ sáng ngày hôm sau là mọi người nhận được nha. Trưa hôm nay là mình sẽ gửi đi. Trưa hôm nay mình sẽ gửi đi. Thì 6 7 giờ sáng ngày hôm sau là mọi người nhận được nhanh lắm mọi người. Đấy. Đi qua mấy tiếng đồng hồ. Mười mấy tiếng. Rồi. Thôi cảm ơn mọi người nha. Đấy, mình chuẩn bị để mình gửi đi đó. Có gì mình sẽ quay cho mọi người sau. Đấy. Đây mọi người. Đấy. Anh em nào mà có ủng hộ mình thì báo mình nha. Đấy. Mình vừa nuôi vừa làm kinh tế nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. À. Chúng ta phải không?